Hello, xin chào các bác nhé. Từ clip thì em lên cho bác một em đồng hồ cổ nhé. Con này lên quất dây này. Con này của ai thì các bác nhìn này, Aichi Kenlandan nhé. Đó, đây hình thức bên ngoài các bác này. Con này đằng trước nó là bằng gỗ nhé các bác nhé. Làm rất tương đối là đẹp nhé. Thực sự con này rất đẹp này. Đấy, hàng em chưa vệ sinh các bác nhé. Hàng chưa vệ sinh nhé. Đấy, còn nguyên bụi nhật này. Em test ok thôi. Đó, em lên cho các bác xem. Đây, thành vách hai bên đây. Đó, khá là đẹp nhé. Đây con này hoa văn họa tiết đây còn nguyên bụi nhật này các bác này, còn nguyên bụi nhá, có sao lắm lên như vậy chứ không có dấu diếm gì cả. Đấy, đây còn nguyên này, đây này cái chữ Hichuki to Yobi no Awase Kata, tức là điều chỉnh là cài đặt lúc ngày và giờ nhá. À xin lỗi các bác, là ngày và thứ nhá. Đây này nó có hai thứ chỉnh này, ngày ở đây là ngày dài này, ngày và thứ này. Đấy, cách chỉnh nhá. A Ichi này các bác lại một là chưa ngày, thứ hai là ngày mùng 10 nhé, thứ ba là thứ nhé. Đó, con này hoàn thiện thủ công của bác này, tất cả đều thủ công hết nhé, từ những cái mảng gỗ của nó còn khá là đẹp nhé. Đây, bản lề cửa này, đó bản lề cánh cửa nó đây. Đấy, con này còn nguyên bụi nhật chưa vệ sinh nhé. Con này lên có được 30 ngày. Đây này các bác này, nó make by Aichi Toke nhé, Tokyo Denki Naoya. Thì Aichi tức là nó là một tỉnh của Nhật Bản nhé, của tỉnh ấy, nó nằm ở phía miền Trung nhé. Còn Naoya thì nó là cái thành phố của tỉnh thuộc tỉnh Aichi nhé. Đấy, nó được sản xuất ở tại thành phố đấy, tại thành phố Aichi thuộc tỉnh Naoya nhé. Đó, nếu mà ai mà đây các bác này, cái lấy cửa con này rất là hay nhé. Đây, đóng cửa kiểu này nhé. Đấy, đóng cửa nhé, là khi mà nó đóng một phát nó kẹp đây luôn, chặt vào đây luôn nhé. Còn đây là khóa của nó đây các bác này, khóa đây nhé, còn nguyên khóa này, đó khóa đồng này. Đấy, còn nguyên khóa cài đây nhá. Đấy, nó có hai cái nút này các bác này, hai cái nút này để điều chỉnh là độ chuẩn về để khi mà chạm vào tường đấy, khi nào các bác cái này để phải thật sự cân bằng ấy thì các con lắc thì nó mới lắc nhá. Đấy, để em quay giờ các bác xem nhé. Đây, đánh giờ này, đấy nửa tiếng đánh một lần nhá. Đấy, nửa tiếng đánh một lần này, chuông này. Đấy, của chuông gõ này. Đấy, nào, đấy nó đánh theo tiếng theo giờ nhá. Đó. Thì bác nào yêu thích cái này bác liên hệ với em nhá. Con này em bán với giá là 3 triệu các bác nhá. 3 triệu. Đó, khá là đẹp. Để em cho các bác xem phía sau đây. Cầm nặng lắm bên trong luôn. Thực sự các bác rất là nhiệt phết, là cẩn thận cái loại này nhá. Đấy, bệnh đang thành vách khá đẹp này. Hàng còn nguyên bộ nhật nhá, chưa qua, chưa lau chùi, chưa gì hết các bác nhá. Đây này, hai cái nút mà nay em bảo các bác này, đây hai nút đây để chỉnh độ cao thấp của tường này. Đây còn nguyên dép mang cái nốt này 505525 nhé. Đây 5525 ấy, số khá đẹp đấy, nhưng nó đinh của nó được đóng bằng thủ công hết các bác nhá. Đấy, đây các bác nhìn cái vết cắt như này này, các thủ công nó cắt cái lưỡi cắt thủ công nó không được phẩy, không phải như CNC nó cắt lỗi nhá. Đây thủ công này, nó vẫn còn để lại những cái này. Đấy, bác nào cái thích cái này bác liên hệ với em nhé, 0983 329 755 số em với. Đấy, quay lại một tổng quan một lần nữa cho các bác xem. Đấy, cái này là thật sự là để nó thật sự nó cân bằng nó mới có lắc nó mới quay nhé. Đấy, đó em chào các bác nhé. Đấy, để như này nó vẫn chưa phải cân bằng nó rồi, thật sự cân bằng thì nó mới chạy. Đấy, đó em chào các bác nhé, em hẹn các bác ở clip tiếp theo ạ.